Đây là chỉ là con máy thứ tư thôi nè cả nhà nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 nè, mình có làm chương trình cho 4 con máy bán chạy nhất trong cái tháng 5 này. Cái này đăng ký kênh đi. Đó, sẽ coi được 3 con máy kia nữa. Đây là máy thứ tư thôi. Đó, kéo miếng mang. Mức 5kg giá rẻ nhất Việt Nam bây giờ và bán chạy nhất trên trên máy hàng quyền bây giờ. Đó là nghe cái tiếng nó ve là thấy ghiền phải không? Như con ông dò dẻ luôn. Cái này nhớ đăng ký kênh để coi luôn mấy cái mã kia luôn nha cái này nha. Đó, quá tuyệt vời, quá rực rỡ lòng em. Và kính chào tất cả quý hàng thương mến quay trở lại kênh máy hàng em Quyền nha. Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2023. Mình biết quý hàng có rất nhiều chọn lựa trên nền tảng YouTube, nhưng mà quý hàng có thể chọn lựa kênh YouTube máy hàng em Quyền có trụ sở tại đây, hay là 9 đường 36 phường 16 để chúng ta đăng ký kênh để được tư vấn về những dòng máy hàng rất là chất lượng cao, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, tức là từ nhà dân cho đến công trình lớn cũng như nhỏ. Thì hôm nay là ngày thứ năm, thì cũng là ngày cuối tháng luôn rồi. Hôm nay 30 tháng 5, ngày mai 31 là kết thúc tháng 5. Thời gian trôi thật nhanh. Và mình sẽ tổng hợp lại có 4 máy hàng đáng mua nhất trong cái tháng 5 này mà mình bán chạy nhất trên kênh máy hàng Quyền. Đầu tiên đó là máy cắt 60C. Quý khách hàng nhớ thương mến nhấn nút đăng ký kênh. Thì mình sẽ vô lần lượt 4 cái máy lại. Đây là máy đầu tiên và quý khách hàng đáng để mua nhất trong cái tháng 5 này. Và dĩ nhiên là trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, có nghĩa 30 tháng 5 và 31 tháng 5, thì mình sẽ tất cả 4 dòng máy được giới thiệu trong ngày hôm nay thì sẽ đều được tặng một cây quạt. Mặc dù trời nó có mưa rồi, nhưng mà cái quạt của mình nó tặng quý khách hàng nó cũng có cái giá trị của nó. Xài pin Makita phổ thông nha. Rồi chút xíu mình sẽ cho phần quà cuối chương trình. Tức là đây là cái phần quà để mình khuyến khích mà quý khách hàng đầu tư trong giai đoạn cuối tháng này. Và mình chỉ có diễn ra chương trình khuyến mãi chỉ đúng 2 ngày thôi. Tối hôm nay và cho đến 24 giờ ngày 31 tháng 5. Tức là sẽ hết tháng 5 là sẽ kết thúc chương trình luôn. Tại vì tất cả những dòng máy hàng mình bán giá cả đều luôn đã tính toán hết rồi. Cho nên cái lợi nhuận rất là mong manh. Nhưng mà vì nó bán chạy và mình nhiều khách hàng cũng mới đăng ký kênh đó, cho nên hôm nay mình đi vô vấn đề là 4 con máy đáng để đầu tư nhất trong cái tháng 5 này. Đầu tiên là máy xịn hào cắt 60C. Mình review rất nhanh về nó. Giá là 6.700.000. Với 6.700.000 này thì quý hàng sẽ đang có là gì? Chúng ta sẽ có một cái máy cắt lách ma không cần máy nén khí từ bên ngoài, mà mình sẽ xài toàn bộ máy nén khí nó thiết kế bên trong cái máy này. Và phụ kiện của nó thì sẽ bao gồm một cây súng AG60 dài 5m niên mang như thế này. Mình làm tới 4 cái máy hàng cho nên video mình sẽ mang tính chất review và rất nhanh, review nhanh. Rồi 3m kèm hàng, 3m kẹp mát cáp 100% bằng dây đồng, một cái ống dẫn khí nha quý thầy nha, một cái đồng hồ điều áp xịn hào như thế này. Rồi một cái bô e để mình gắn vô máy nén khí bên trong mình lọc không khí. Rồi rất là rực rỡ lòng em. Và bây giờ mình sẽ vô tiến hành. 6.700.000 thì nó sẽ bao gồm như là 3m kìm hàng, 3m kẹp mát, một cái súng AG60 dài 5m mang. Kênh máy hàng em Quyền tiếp tục hỗ trợ thêm 10 bộ bếp cắt lách ma, 5 cái sứ, một cái đồng hồ để lọc nước khi mà mình xài máy nén khí trong, một cái đồng hồ điều áp để chúng ta xài máy nén khí bên ngoài, hai đôi bao tay Thái Lan chống cắt xịn hào như thế này. Rồi bây giờ vô tiến hành vận hành liền một cái kiến hàng cắt như thế này luôn. Rồi một cái ống dẫn khí để chúng ta kết nối với đồng hồ điều áp để xài máy nén khí từ bên ngoài. Bây giờ chúng ta khoan hãy nói tới điều này, để qua bên đây. Đầu tiên chúng ta sẽ đi gắn cái lọc. Đây là cái lọc không khí và cũng là để chống bụi nó bay vô trong cái máy nén khí của chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải lắp cái này vô trước nha mấy bạn, để cho thứ nhất là tiếng máy nó sẽ im lại, thứ hai nữa là nó chống bụi bẩm rồi nó bay vô cái đầu bơm. Rồi chúng ta tiến hành kết nối điện nguồn 220V. Làm rất là nhanh cho mọi người coi. Kéo qua cắm điện nguồn 220V. Phần này là phần xài máy nén khí bên ngoài thì mình sẽ nói sau, mình không nói trong video này. Dĩ nhiên xài bên trong được và xài bên ngoài được. Rồi mở điện nguồn em nó lên. Và ở phía sau này chúng ta sẽ gắn cái lọc nước như thế này. Đó, gắn đơn giản, đúng ra phải gắn cổ dê vô, nhưng mà trong cái review này mình không gắn cổ dê. Rồi máy đã được mở lên, lên phía trước và chúng ta tiến hành vận hành em máy nó liền. Giá 6.700.000 thì bán rất là chạy rồi. Bên trong nó sẽ có một con máy hàng que, mình sẽ bao cho quý hàng kéo đũa 3 đi 2 tối ngày sáng đêm.
với cái giá thành rất là rẻ và rất hợp lý như thế này thì nó rất là phù hợp với tất cả những khách hàng nào mà làm ở công trình đi, mà khách lên trên cao á, mình khỏi chở theo cái máy nén khí, nó lằng nha lằng nhằng, nó cực khổ ha quý thằng. Dĩ nhiên là mình ở tại xưởng thì mình có thể là mình xài cái máy nén khí bên ngoài để mình bảo vệ cái motor bên trong này cho nó bền. Còn nếu mà quý thằng cứ xài thoải mái, mình vẫn bảo hành 2 năm cho cái máy hàng, bao gồm cả cái đầu bơm bên trong này luôn. Đó là một cái chính sách bán hàng rất là tuyệt vời. Chứ cái đầu bơm này thường những cái chỗ khác bán hàng nó không bao giờ dám để bảo hành cho quý hàng cái đầu bơm cả. Nhưng mình bảo hành 2 năm cho cả nguyên cái máy hàng này. Dĩ nhiên là do lỗi của nhà máy. Còn quý hàng mà làm không đúng kỹ thuật thì có thể là mình sẽ từ chối bảo hành. Tuy nhiên là với cái máy chất lượng cao thì quý hàng yên tâm mà sử dụng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn kẹp mát vô và để thực hiện chức năng cắt lát ma. Tất cả nãy giờ là rất là rõ ràng như vậy, không có cái gì mà nó không rõ ràng hết quý anh em, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta nhấn nhẹ nhàng tình cảm lên built-in air. Built-in air là mình xài khí bên trong, mình nhấn external gate là mình xài khí bên ngoài và sẽ không nghe tiếng cái con motor nó chạy nữa. Nè quý anh em, thấy không? Chỉ nghe tiếng HF đánh thôi. Rồi dưới cùng này là MMA. Rồi built-in air. Rồi tiến hành cắt liền một cái miếng sắt dày nhất cho tất cả quý thằng coi. Đẩy cái máy xích xích vô trong chút và mình để tại chỗ này, mình cắt cho mọi người coi cho nó rõ ràng. Đây, mình sẽ lấy một cái miếng sắt dày 10 ly này. Đây, mọi người coi, đo và mình sẽ cắt liền. Đây là cái thước cặp và nhờ đứa em quay phim quay cho kỹ lại. Đây, mình sẽ cắt cái đường 10 ly này. Các thằng thấy rất kỹ đó, đúng 10 ly. Rồi chưa? Rồi, cắt cái miếng 10 ly này. Mời tất cả quý thằng theo dõi. Kẹp mát thì chúng ta sẽ kẹp vô. Và mình sẽ tiến hành cắt liền một con máy trên con máy 60C xịn hào này. Mời tất cả quý hàng theo dõi vô. Mình xài khí trong mình xài 10 ly cho nó ngọt ngào, còn quý hàng xài khí ngoài thì mình sẽ cắt 12 ly, rất là ngọt ngào lòng em. Rồi bây giờ mời tất cả quý hàng theo dõi vô, cắt liền. Thấy rực rỡ lòng em không? Quá rực rỡ lòng em đúng không? 10 ly là cắt miên man như nè. Xong. Đường cắt thẳng băng bắc và rất là đẹp. Rồi mình sẽ quất một cái đường 12 ly cho quý hàng coi luôn, chứ không có gì mà phải khó khăn cả. Đây, bên này là đường 12 ly và mình sẽ tiến hành cắt cái miếng 12 ly này. Đây. Đó quý hàng thấy rất kỹ ha. Rồi, quất cái đường 12 ly đi cho nó rực rỡ lòng em luôn. Tiến hành gắn kẹp mát vô và mình cũng sẽ tiếp tục cắt miếng 12 ly này cho tất cả quý hàng coi. Mời tất cả quý hàng theo dõi vô. Đây, $6.700.000 thì với cái mức đầu tư nó quá rẻ quá nè. Thực ra mình có một con máy hàng que nữa đó. Rồi mình xách đi lưu động ở đâu cũng được hết á. Mình làm ở công trình mà mình chở theo một cái máy này thôi, cắt ra rồi hàng lại, nó sẽ nó tiện lợi cho chúng ta trong cái quá trình mà mình đi thi công. Rất là nhiều quý hàng thích cái dòng máy này, có lát ma rồi có thêm cái que nữa thì nó tiện lợi vô cùng luôn á. Cắt 12 ly là vẫn miên man. Rất là rực rỡ lòng em. Đây, nhẹ nhàng tình cảm ra. Rất là tuyệt vời. Xong, bây giờ mình sẽ đi tiến hành qua chức năng thứ hai của em nó. Nghe quý thầy nha. Đó, mình sẽ nối cái miếng
10 ly mới vừa cắt ra lúc nãy, gắn hàng lên trở lại trên chức năng hàng đũa. Bây giờ mượn cái kẹp mát của này nè, giá 6.7 triệu thì đã có con lát ma đã cắt 12 ly ngọt ngào rồi. Bây giờ lấy cái kẹp mát này đó, mình sẽ nhẹ nhàng tình cảm mình gắn qua bên cái phần hàng que. Bên đây là phần hàng que nè, mọi người thấy kỹ ha. Đây kẹp mát mình đang kẹp trong miếng sắt nè, di chuyển xuống nè, gắn vô dấu trừ nè. Rồi lấy cái kìm hàng que dài 3 mét miên man mình cho theo máy nè, rồi gắn vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái đũa 3 ly 2 và mình sẽ di chuyển xuống chức năng hàng que. Cái này nhìn ha, mình không thử chức năng khí bên ngoài nha, bây giờ mình sẽ xài khí từ bên trong thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái đũa 3 ly 2 ra, mình sẽ hàng nối cái miếng sắt 10 ly nè mình mới vừa cắt ra. Rồi mời tất cả mọi người theo dõi nha, lấy đũa hàng kẹp vô. Đó, làm rất là kỹ lưỡng, giá chỉ có 6.700.000. Đây là một trong những máy mình bán chạy nhất trong cái tháng 5 này. Rồi mình sẽ để hở hở và mình sẽ tiến hành hàng trên cái máy hàng này ở chức năng hàng que. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Rồi xong, cho coi cái độ nhạy nó như thế nào, gá lên đây luôn. Rồi xong, bật qua chức năng hàng que, chỉnh dòng tầm 160 và tiến hành hàng một cái đũa 3 ly 2 miên man cho tất cả các quý hàng coi liền. Mới cắt ra xong giờ mình sẽ ghép lại vô, chọt một phát ăn ngay. Đó, thường mình hàng nối tôn thì mình phải bon hai đầu để nó chạy đầu bên này, rồi khóa đầu bên này lại, khóa lại rất là rực rỡ lòng em, có thấy không? Rồi bây giờ tiến hành kéo nguyên một đoạn 3 ly 2 cho tất cả quý hàng coi. Vô nó vừa cắt lát ma xong là mình chuyển qua mình hàng qua liền, giá thì 6.7 triệu, bao gồm mình nhắc lại lần nữa cho quý hàng dễ nhớ nha, một cây súng AG60 súng lát ma đó, dài 5 mét miên man. Rồi mình có cho quý hàng 10 bộ bét cắt lát ma, một cái đồng hồ điều áp để mình xài khí ngoài, một cái ống dẫn khí để mình xài khí ngoài. Rồi mình có cho thêm quý hàng là 10 bộ bét cắt lát ma AG60, 5 cái sứ lứt màu hồng. Rồi thêm một cái đồng hồ lọc nước để chúng ta xài khí trong, 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát cáp 100% bằng dây bằng đồng. Nếu mà không, mình không bao giờ cho dây nhôm cả. Đối với những cái dòng máy công nghiệp như thế này mà mình cho dây nhôm thì mình xài nó mau hư lắm, cho nên là tất cả những máy công nghiệp đều là dây đồng. Và máy thì được bảo hành 2 năm. Đây là con máy thứ nhất mà mình bán chạy nhất trong cái tháng 5 này. Và hôm nay ngày 30 tháng 5 kéo dài đến ngày 31 tháng 5 mình sẽ tặng cho quý hàng một cây quạt. Rồi xong, mình đã thực hiện cắt và hàng trên cái máy thứ nhất, rất là rực rỡ lòng em. Chức năng hàng que, gõ nhẹ nhàng tình cảm rồi. Đây, xong. Đây là cái máy thứ nhất trong cái bán chạy nhất trong cái tháng 5 này. Và cây quạt mình muốn tặng cho quý hàng chính là cây quạt này. Đây là cây quạt mình tặng cho quý hàng. Còn mọi người không thích thì sẽ được bớt ra 300 ngàn nha. Mình tặng cái quạt này trị giá tới 500 ngàn lận. Nhưng mà đây là tấm lòng của mình. Mình tặng là tặng thì mong quý khách hàng lấy. Chứ mọi người không chịu lấy rồi bắt mình trừ tiền thì rất là tội nghiệp. Thế thì mình có trừ thì mình trừ ra cho quý khách hàng là chỉ có là 300 ngàn thôi. Còn mình tặng, đây là giá trị nó tới 500 lận. Nhưng mà mình mong rằng quý khách hàng đón nhận cái tấm lòng và cái món quà của mình đây. Đó, cái quạt này nó có hai con ốc nó bắt hai bên. Nhưng mà thôi, mình nói sơ qua vậy là được rồi hết rồi ha. Nó sẽ có một cái adapter để chúng ta cắm điện, xài điện 220. Chúng ta có thể gắn được pin Makita vô đây. Thì ai có cần mua thêm pin thì khi mà đặt hàng á, báo cho mình biết thì mình sẽ báo giá pin để mình gắn vô mình xài. Còn bây giờ mình sẽ tặng bao gồm một cái thân quạt chân quỳ như thế này, rồi một cái adapter sạc và một cái quạt là có đường kính là 2 tấc nha quý hàng nha. Rồi xong, đó là phần quà. Tất cả 4 cái máy mà bán chạy nhất trong tháng này đều được tặng với cây quạt đó hết. Đây là cái máy thứ nhất giá 6.700.000. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ vô máy thứ hai là Macmix 265 Tenja. Nhưng mà trước khi đó mình sẽ coi lại một lần nữa, mọi người nhớ nha, 6.700.000 sẽ là em máy cắt 60C xịn nào mà mình đi thu hồi nó lại nè, rất đơn giản mọi người coi nè, sử dụng điện 220V. Rồi, toàn bộ như thế này mình sẽ xách ra công trình. Đó, với 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát, súng lát ma dài 5 mét miên man. Rồi, mọi người theo dõi em nó và nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình và còn tặng cho cây quạt nữa nha. Rồi, đem vô.
Đó, cái thằng thấy không, đi công trình rất là gọn không? Quá gọn luôn, xong. Chúng ta tiếp tục vô cái máy số 2 mà bán chạy nhất cũng trong cái tháng 5 này. Hôm nay là ngày 30 tháng 5, mình chỉ kéo dài được cái chương trình mà tặng cây quạt á, chỉ cho đến hết ngày mai thôi nha quý thằng. Còn mọi người tranh thủ để đặt hàng. Mình bán con máy Macbook 265 này cũng thù lụt dạng chạy, rất là chạy trên kênh máy hẹn em Quyền trong suốt, là không những trong cái tháng 5 này mà tháng 2, tháng 1, tháng 3, tháng gì, tháng năm 2023 cũng rất là chạy. Một con máy mic 5kg rất là phù hợp cho tất cả những cái nhà xưởng trang trí nội thất vân vân, tất cả đều rất là xài rất là ngon. Tóm lại là quý hàng xài sắt cho mình từ 6 ly đổ lại khi chúng ta hàng có dùng khí CO2 và hàng 8 ly cho cái loại sắt dày 10 ly là đủ lực để đốt. Rồi bây giờ Macbook 265 là con máy thứ hai trên kênh máy hàng Quyền bán rất chạy nha quý hàng. Rồi mình sẽ khui nhân vật chính của em nó ra liền. Giá 4.800.000 thì nó sẽ bao gồm những cái gì đây thì chúng ta cùng nhau coi. Rất là tuyệt vời, và mọi người nếu đã thương mến đăng ký kênh rồi, cũng là những khách hàng thông thái lên kênh máy hàng Quyền thì sẽ hiểu về chất lượng của con máy này. Nhưng mà mình cũng sẽ review để cho tất cả quý hàng ở khắp muôn phương, có thể là chưa đăng ký kênh, hôm nay mới đăng ký kênh và đang có nhu cầu tìm một con máy hạng mic xịn hào 5kg thì cũng đáng để đầu tư. Đây, cho nó em nó xuất hiện liền. Đầu tiên mình lấy cái súng của em nó ra đi. Đây, đồ của em nó cho theo. Thì chở lông em cho này, đây là cái súng. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện. Đóng gói rất là chuẩn mực, kỹ lưỡng, đàng hoàng như thế này. Rồi. Giá 4.800.000. Bảo hành 2 năm, bao ship khắp muôn phương. Và hôm nay cũng sẽ được tặng cây quạt. Nếu không lấy cây quạt, đây, nếu không lấy cây quạt thì quý hàng cũng sẽ được là giảm. Quạt này rất là xịn hào nha, nhớ quý hàng nha. Trung ơi, Trung, lấy giùm anh cây quạt bắt sẵn giùm ơi. Để mình kêu đứa nhân viên mình nó lấy cây quạt bắt sẵn rồi. Rồi bây giờ 4.800.000 thì chúng ta sẽ bao gồm là một cái máy xịn hào như thế này, có cái motor lớn. Đó quý hàng thấy ha. Rồi, và đồng thời là có cái này, mặt nạ này không quan trọng đâu, mình sẽ tặng cái nón. Đây cái quạt đây, đây quạt này là mình đấu lại về cho nó đẹp nè. Nãy giờ mình lấy ra mà mọi người không có để ý kỹ. Rồi, đó, sau khi đã đấu hoàn hảo và đang gắn cục pin đó, nó đang quay miên man như thế này. Đó, quay cho đứa em camera nó mát luôn. Giá 4.800.000 cho chiếc máy Macbook 265 tên da xịn hào này thì sẽ bao gồm nè, với thằng nhìn ha, một cây đuốc hàng WB QTB 200A, chứ không phải WB, nói lộn qua máy súng tích. QTB 200A tức là đuôi châu Âu đầu Bana xịn hào như thế này. Đó, mọi người tra trên TikTok, Tiki, Lazada, tất cả các kiểu cây súng này đã bao nhiêu tiền. Trong cái phần 4.800.000 nha, một cây đuốc hàng đuôi châu Âu đầu Bana 200 xịn hào, 3m kiềm hàng, 3m kẹp mát, cáp 100%, 16 ly vuông bằng đồng. Mọi người nghe kỹ câu mình nói, có nhiều anh cứ nói ủa sao cho cộng cáp nhỏ quá, mình đã nói rồi, 4.800.000 sẽ bao gồm một cây súng và 3m kiềm hàng, 3m kẹp mát, cáp 16 ly vuông bằng đồng. Rồi, sau đó chúng ta lại tiếp tục có một cái đồ nữa là gì? Để hàng được thì khách hàng được quyền chọn lựa một cuộn dây 2,5kg không dùng khí hoặc một cuộn dây 5kg như thế này, ER70S6 có dùng khí, có nghĩa là nó mạ đồng như thế này. Rồi, một đôi bao tay da xịn hào như thế này, ba cái chụp khí như thế này, 10 cái bét hàng 45L tức là 45 ly như thế này, một hũ sáp để mình làm mát cái đầu súng khi chúng ta hàng. Đây là cái cách sử dụng nó luôn, nhúng nhẹ nhàng nó vô đây, để một chút xíu nữa khi mình hàng nóng lên, sỉ nó bám xung quanh nó sẽ tự động rớt ra. Tiếp theo đó chúng ta lại còn tiếp một cái đồng hồ CO2 xịn hào như thế này, một cái ống dẫn khí để kết nối từ đồng hồ CO2 vô cái đít máy. Đó, một cái bộ đồ cơ bản nó sẽ là như vậy. Rồi quý hàng còn được tặng một cái nón hàng như thế này, giá chỉ có 4.800.000. Thì mọi người tự trừ ra phụ mình đi, coi phải là giá đang rất là tốt và rất rẻ trên kênh máy hàng Quyền không. Thì cho nên cái việc mà tặng một cây quạt trị giá 500.000 trong ngày hôm nay cho đến ngày mai, đó là cái lòng tri ân của mình đủ đông đầy để mang đến cái tình cảm của mình dành cho tất cả quý hàng đã từng mua hoặc là sẽ mua trên máy hàng trên kênh YouTube máy hàng Quyền. Đây, đây là toàn bộ đồ của chiếc máy thứ hai bán chạy nhất trên kênh máy hàng Quyền. Rồi, bây giờ mình sẽ vô tiến hành mình lắp từ đầu tới đích một cái máy hàng như thế nào để cho chúng ta cùng nhau thực hiện
để mình hàng trên chiếc máy số 2 này. Mời tất cả mọi người theo dõi, mình di chuyển nhẹ qua đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị gắn cuồng dây là 8 dêm có dùng khí. Vì vậy mình sẽ mở cái bánh xe này ra, mình sẽ lật qua. Ở trong này nó đang ăn vô cái rãnh này là 1 ly. Nào cái nào thấy không? Thì bây giờ mình sẽ lật cái rãnh 8 dêm. Mình đang chuẩn bị lắp cuồng dây 8 dêm cho nên đổi rãnh 8 dêm vô dặn cái bánh xe này lại. Đây là cái bước đầu tiên. Mình sẽ cắt những cái đoạn video này ra để mình làm short video hướng dẫn sử dụng. Nhiều khách hàng nhận máy không có nắm mà tại vì làm biếng coi video mình thôi, chứ mình làm đều rất là kỹ. Rồi bây giờ chúng ta mở cái này ra và chúng ta sẽ lắp cuộn dây là 8 dêm có dùng khí này vô. Mời tất cả mọi người theo dõi. Dây thì mình sẽ đi theo cái chiều như thế này. Rồi mình sẽ lắp cuộn dây vô. Mời tất cả mọi người coi nè. Lắp nhẹ nhàng tình cảm vô. Làm rất là nhanh để cho mọi người coi. Giá 4.8 triệu báo giá xong rồi và cũng được tặng cái quạt kéo dài chương trình từ ngày 30 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 5. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây này ra, siết lại. Đây, đây là cọng dây nó đang nằm bên trong nè, lấy ra. Và chúng ta phải cần cắt cái đầu đi nè, nó hơi cong cong nè, các bạn thấy không? Nó hơi cong cong thì mình sẽ cắt nó đi. Đây, cắt nhẹ nhàng chỗ này. Chúng ta bỏ đoạn này đi. Rồi xong, lòn dây vô. Mời tất cả mọi người coi mình nè. Giá 4.8 triệu và mình cam đoan với hàng mua về sẽ làm kiếm được tiền rất là nhiều. Ví dụ những anh làm bên mảng cửa sắt mua con máy này thì thôi, hỡi ơi luôn á. Đây, bỏ xuống. Đẩy nó, dây nó đã lú ra nè, quý khách coi nè nha. Rồi, xong, gài cái cần đè dây này nhẹ nhàng tình cảm lại cho đúng rảnh, dặn này cho đến số này. Mọi người chú ý coi mình làm tới số 4 này là vừa. Xong. Rồi, bây giờ chúng ta đẩy lại, thôi để dựng đứng luôn cho mọi người coi. Rồi, lấy cái súng xịn hào của em nó bên này gắn vô. Đây, chúng ta sẽ lấy súng gắn vô liền. Đây là cái đuôi châu Âu là như thế này nè quý khách. Đuôi châu Âu gắn này vô đây. Mặc dù là cái video này là mình muốn nói về cái máy mình khuyến mãi thôi, nhưng mà mình làm cũng kỹ quá nè, thấy không? Thì cho nên mọi người trân trọng và thương mến kênh máy hàng Anh Quyền thì có thể là đăng ký kênh hoặc là đừng có tua video. Nhiều khi mình coi để mình nắm bắt được những cái cách vận hành máy hàng mít cũng rất là hay. Rồi để hàng không có dùng khí như thế này thì mình sẽ gắn cái đây. Đây chính là cái súng nè quý khách. Cái súng nó sẽ gắn vô dấu cộng nè. Rồi mình sẽ lấy cái kẹp mát mà mình cho quý khách hàng này 3m cáp 16 ly vuông xịn nào nè. Đây. Đây kẹp mát mình sẽ gắn nhẹ nhàng vô dấu trừ. Rồi. Thì xài có khí thì chắc chắn đó là khí CO2 nha quý khách. Khí CO2 bảo vệ. Rồi cắm điện nguồn em nó vô. Đây là dây điện nguồn xịn hào của em nó và mình sẽ tiến hành cắm điện nguồn vô liền ngay tức khắc. Cắm vô. Mở công tắc nguồn lên. Rồi bây giờ mình sẽ dặn maximum lên chỗ là 265 và mình sẽ bóp cò và cái máy nó sẽ chạy rất là miên man, dây nó sẽ chạy ra liền ngay bây giờ. Vô. Đó các bạn thấy không? Dây sẽ chạy miên man ra tức khắc. Rồi trong lúc dây đang chạy thì mình cũng sẽ mở cái chụp khí này ra. Nếu mà cái dây nó đang thẳng thì hên xui may rủi nha, nó đâm thẳng ra luôn. Còn nếu không thì mình sẽ mở cái béc này ra. Nếu mà cái dây nó dướng vô cái chân răng á thì mình sẽ mở béc ra. Rồi, hên quá nó chung ra luôn rồi. Rồi bây giờ mình tiến hành dặn cái chụp khí này lại. Rồi sẵn mình trả lời cho tất cả quý khách hàng là cái sáp này để làm gì. Sáp này công dụng là mình nhúng nhẹ vô này cái để khi mà mình hàng á, mình hàng thì sỉ nó bám xung quanh cái chụp khí này, nó sẽ văng ra ngoài đó. Cái chụp khí này nó có cái tác dụng là để nó dẫn hướng định cái khí á, nó sẽ chung ra theo cái chụp này để nó bảo vệ trên cái đường hàng. Rồi bây giờ còn một động tác nhẹ nhàng nữa thôi. Đây là mọi người nhìn lên cái bảng điều khiển của nó. Máy này điều khiển thông minh chỉ một núm thôi, chúng ta chỉ chỉnh ampere là điện áp nó sẽ tự chạy theo. Ampere là cái màn hình bên tay phải màn hình quý khách hàng và volt là màn hình bên tay trái màn ảnh của quý khách hàng. Rồi mình tăng ampere lên thì điện áp nó sẽ tự chạy theo. Nó rất là đơn giản, ai cũng có thể hàng được. Như vậy mọi người sẽ hỏi núm bên này để làm gì. Núm bên này là gì? Để chúng ta dành cho những người đã có rành nghề rồi, những anh thợ mà bậc cao rồi hoặc những kỹ sư rành nghề thì mình có thể thêm một cái volt theo ý của mình. Hoặc là dành cho những người nãy nó đang 19V2 đó, giờ nó sẽ lên là 20V2. Còn hoặc là dành cho những người mới tập làm quen với máy mít. Nếu mà mình không quen có thể nó dễ bị lủng đồ mỏng thì mình có thể trừ đi 1V thì bây giờ nó sẽ còn lại mọi người 8V2. Đó là sự xịn hào của nó. Còn nếu ai cũng có cái khiếu hàng rồi trả về trạng thái không không và em nó sẽ làm việc rất là nhẹ nhàng. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần đi kết nối cái khí CO2 vào
và mình sẽ tiến hành hàng liền cho tất cả mọi người coi nha. Khí CO2, mọi người thấy là cọng dây đó là cọng dây mạ đồng, thì đó là dây sắt nhưng mà nó có mạ lớp đồng. Rồi bây giờ đây là cái bình khí CO2, thì cái đồng hồ CO2 nãy lúc mà mình review về cái phụ tùng á, là nó giống như cái đồng hồ này, mình bắt vô cái chai khí như thế này đó, cái thằng thấy rất kỹ á. Rồi sau đó mình sẽ cắm cái ống khí này vô trong sao đứt cái máy, rất đơn giản nè. Rồi cắm đường khí vô CO2, chúng ta sẽ mở van đầu chai, mở cái ống thủy này, rồi mình sẽ chỉ với thằng cách chỉnh lưu lượng khí vừa phải luôn, bóp cò chỉnh nó tầm này là sẽ hàng được rồi nha quý thằng nha. Bóp cò để test khí buông ra ngắt xuống. Bây giờ chúng ta vô tiến hành hàng liền, không có gì khó khăn cả, mời tất cả quý thằng theo dõi. Với cái giá 4.8 triệu cho con mắt mic 265 tên gia xịn hào này thì đó là cái điều quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ hàng thử cho quý thằng coi một cái miếng sắt dày 10 ly mà nãy mình cắt lách ma ở trên cái máy đầu tiên đó quý thằng nhớ không. Rồi tiến hành lấy cái kẹp mát nè quý thằng, kẹp mát đang gắn dấu trừ nè ha, cái mình sẽ kẹp em nó vô, mọi người theo dõi nè, kẹp áp vô được rỡ lòng em. Rồi tiến hành hàng liền, mời tất cả quý thằng theo dõi. Bây giờ 12 ly thì buộc lòng mình phải chỉnh là bù thêm 1,5 V, bởi vì độ dày mà, cho nên mình phải bù thêm 1,5 V và mình tăng lên là 230A, và mình sẽ tiến hành hàng liền 40 luôn, tại vì nó rất là quá dày đi, tới 12 ly lực, cho nên là mình phải tăng cái công suất nó maximum lên, gần như maximum luôn. Mọi người đang thấy dây nó vẫn đang niên mang nè, cắt cái đầu dây, rồi mình sẽ bon nhẹ nhàng tình cảm. Kẹp mát đang để hờ hững bên kia, bon nó, mời tất cả quý thằng theo dõi. Vô, rất là rực rỡ lòng em quý thằng thấy không, tiếp tục bon 12 ly. Rồi bây giờ mình sẽ kéo một đường 12 ly, sau đó mình hàn một cái sắt hộp mỏng cho tất cả quý thằng coi nha. Đây là cái súng đua châu Âu đầu Bana và kẹp mát mình đang để hờ hững bên đó. Mời tất cả quý thằng theo dõi. Vô. Đó, đấy sắt 12 ly thì chúng ta hàn nghe cái tiếng là thấy cái lực của nó rất là mạnh quý thằng thấy không? Không có gian dối mập mờ gì đây cả. Mình á không bao giờ có cái vụ mà lên đây nổ. Thực ra mình đang hàng 12 ly rõ ràng là em nó vẫn đang hàng được quý thằng thấy không? Nhưng mà mình vẫn nói là gì? Hàng 6 ly thôi. Có nghĩa là gì? Mình đã luôn luôn làm cái gì nó cũng bảo vệ cái máy cả. Chứ còn mình nói lên mình quảng cáo nổ, mình nói hàng 12 ly vẫn được vậy. Nhưng mình không có nói như vậy. Đó, em nó đang hàng 12 ly rất là rực rỡ lòng em. Nè, mọi người thấy rất kỹ ra, đâu có gian dối mập mờ gì đâu nè, đúng không? Đường hàng rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ hàng vô cái hộp mỏng này với cái độ hở này cho tất cả quý thằng coi nha. Hàng vô cái hộp này có độ hở nè, đan này rất là hở. Rồi, mình sẽ kẹp mát vô đây. Và mọi người chú ý vận hành con máy này, khi mình vô cái đồ mỏng này rồi thì mình sẽ trả về trạng thái không không nha, không cần bù thêm cái bon nào cả. Đó, mọi người thấy mình mới hàng 12 ly thì nó ở đây. Đó, đường hàng của nó rất là rực rỡ lòng em, đẹp chỗ này rồi nè, thấy không? Đó, thì bây giờ á, hàng cái đồ mỏng này không cần vậy. Thôi để mình biểu diễn cho quý thằng thấy sự tuyệt vời khi mình tự chỉnh máy này nha. Mọi người cứ tự xe, khi nghe tiếng ngọt là mình lấy cái thông số đó mình hàng thôi. Đây, bây giờ nè, mọi người chú ý nè, tay trái mình kéo và tay phải mình xe nè. Khi nào mình nghe tiếng nó ngọt có nghĩa là mình lấy cái thông số đó để mình hàng vô, ai cũng có thể hàng được hết á. Kéo nó lên, chừng nào nghe tiếng ngọt là nghỉ. Đó, cái thằng đây, cái này hộp này có 8 viên nè. Rồi mình đã nghe tiếng ngọt rồi, đó là mình đang hàng nhát thôi. Rồi bây giờ vô tiến hành hàng liền ở dòng là 135A và 18V. Mời tất cả mọi người theo dõi. Đây có một cái đường này, bữa mình review con máy hàng nhỏ như iPhone 10 à 210F á. Đó, cái súng mình đang để cong cong, đúng là khi chúng ta hàng á, chúng ta phải thẳng cái súng ra. Đó, mình review mà mình cố gắng cho mọi người thấy máy nó chạy, cho nên mình ở trạng thái nó cong cong cái súng như thế này. Rồi, mình sẽ hàng đường này cho tất cả mọi người coi. Mình hàng đây nha. Vô. Đồ mỏng 8 gem này, một là nếu mình phải ghép khích, còn nếu không mình phải bon mới được đó. Như cái này là phải bon. Cái này nó đang hơi hở quá thằng thấy không? Đó.
cho nên mình phải bon nó lại. Nó rất là dễ. Đó. Đó. Đó, ngọt như mía lùi rồi đó. Còn ví dụ mình đồ mà nó khích rịch như thế này thì mình sẽ kéo như thế này đó, mình kéo một cái đường trong cái góc này cho tất cả quý thằng coi nha. Vô. Đó, quá rực rỡ lòng em. Đó, đối với những cái máy mắc mít 265 tên da này thì không còn gì phải chê nữa nha mấy thằng nha. Rồi kéo đường miên man nè. Vô. Rồi, xong. Đó là máy số 2. Quá tuyệt vời, giá 4.800.000 và mình cũng sẽ được tặng một cái quạt xịn hào như thế này. Đó quý thằng thấy không? Rồi mình đã thực hiện xong toàn bộ những cái đường đó, nhưng mà mình ghiền quá à. À, mình còn đường này nè, mình đẩy một đường cho mọi người coi sự tuyệt vời. Nó mình bù thêm 1.5 nữa đi đó, mình sẽ hàng một cái đường này, mình còn một đường nữa mình đẩy lên 230 và mình sẽ hàng cho tới 40 luôn. Rồi mình sẽ hàng một đường nữa cho tất cả quý thằng coi. Rồi, quá tuyệt vời. Đây là đường hàng mình vừa thực hiện xong. Độ ngấu rất là chắc cú. Đây là chiếc máy đáng để mua nhất trong cái tháng năm này. Mắc mít 265 tên da xịn hàm. Rồi, 4.800.000 cũng được tặng cây quạt chất lượng cao như thế này. Đó, nó cũng đang quạt miên man như thế này. Mọi người không thích lấy cây quạt thì thôi, mình khuyến mãi 300.000 thôi, không lấy quạt. Rồi, mắc mít 265 tên da được giảm 300.000 chỉ từ đêm nay đến hết ngày 31 tháng 5, tức là đến ngày 00 giờ ngày 31 tháng 5, tức là đêm mai là chương trình này sẽ hết, và qua tháng 6 mọi thứ sẽ trở lại bình thường, 4.800.000. Cho nên mọi người tranh thủ đặt hàng trong đêm nay. Rồi xong. Máy số 3 là một nhân vật là gì, cắt 50 tên da mới về một xe ba gác 200 máy hả thằng ha. Thì bây giờ mình sẽ vô review luôn nhanh gọn lẹ của máy thứ 3 đáng để đầu tư trong cái giai đoạn này. Rồi nhanh, với cái giá bán 4.800.000, cái bộ thứ hai đó mình để anh em nó dọn dẹp hết các bạn ha. Rồi mình vô tiếp tục bộ thứ ba, đây là cắt Latma 50 tên da với giá bán là 4.800.000. Thì bên trong này nó khác con 60C ở mã một đầu tiên, nó chỉ là không có máy nén khí từ bên trong. Và bây giờ mình đang khui nhân vật chính của nó ra. Đây là 3m kìm hàng, 3m kẹp mát, cáp 100% bằng đồng, nằm đây. Rồi chúng ta sẽ bên trong sẽ có một cây đuốc cắt Latma BT31 dài 5m miên man như thế này, giá 4.800.000 đó quý thằng, nắm kỹ cho mình nha. Mình vừa làm chương trình khuyến mãi vừa review luôn súng BT31 dài 5m miên man. Và nhân vật chính của chúng ta nằm bên trong ở đây, một cái ống dẫn khí nhà máy cho thêm. Rồi nhân vật chính của nó sẽ được xuất hiện ra ngay bây giờ. Rồi mình sẽ cho nhân vật chính của chúng ta xuất hiện. Mời tất cả mọi người coi nha. Đây. Rất là rực rỡ lòng em. 4.800.000 thì mình vừa nói rồi đó. BT31 dài 5m miên man. Rồi 3m kiềm hàng, 3m kẹp mát nè. Đây là nhân vật chính là cái máy đây. Đây là máy thứ 3 đáng để mua trong cái tháng 5 này nha quý thầy nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có kênh máy hàng quyền sẽ cho thêm là một cái ống dẫn khí nè, hai đôi bao tay chống cắt nè, 10 cái bét BT31, 5 cái sứ lớn, 5 cái sứ nhỏ nè. Chưa hết đâu, trong cái bịch này nhà máy nó có cho thêm được hai bộ nữa. Như vậy tổng cộng quý thằng sẽ có được là 7 cái sứ lớn lực. Ê 5, đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 7 cái sứ lớn. Rồi tới 12 bộ bét luôn mới ghê chứ. Đây, tổng cộng được 12 bộ bét. Rồi cho thêm cái kiến hàng cắt này. Bây giờ mình sẽ đi cắm điện, rực rỡ lòng em. Thì riêng đối với cái máy mã số 3 này bán cũng rất là chạy.
ngoài cái việc 4.8 triệu tặng cái quạt xịn hào này, không có pin nha, tặng quạt xịn hào này đây quý khách hàng thấy không, thì quý khách hàng được quyền mua con máy nén khí đang đây. Đây là con máy nén khí BAW, đây là máy nén khí BAW với bình chứa là 30 lít. Cái này là thằng này mình đã từng nói với khách hàng rồi, là máy này, cái nhà máy này là nó làm ra cho đét tông nè, đây cộng dây điện nguồn của nó còn bỏ quên giữ cái dây điện nguồn để chữ đét tông nữa nè, khách hàng thấy không, mình đã nói rồi thà mua máy này. Đây là nhà máy nó làm ra cho tất cả cái máy mà thằng đét tông nó làm. Đét tông cũng là công ty Việt Nam đăng ký thương hiệu thôi đó, thì máy bao này là làm do nhà máy mà sản xuất những cái máy cho đét tông nè. Đây nó còn để cộng dây để kẹp dây điện nè, rồi 30 lít. À, tốc độ vòng quay là 2800 vòng và tua nhanh, chỉ cần bơm trong vòng 1 phút là nó sẽ đầy cái bình này. Rồi bây giờ mình sẽ, ai mà mua con máy mã số 3 này 4.8 triệu phụ kiện đầy đủ như vậy thì khách hàng sẽ được tặng cái quạt, rồi không nói nha, không lấy quạt thì thôi bớt 300.000, thì chỉ kéo dài chỉ có đêm nay cho đến hết ngày mai thôi. Còn qua ngày 1 tháng 6, mã số 3 này cắt 50 tenza có chức năng hàng que thì vẫn là giá 4.8 triệu. Rồi nhưng mà có cái ưu ái thêm là trong chương trình này thì mọi người được mua cái máy này với giá là 2.150.000. Đó, mình đang chia giá vốn cho quý khách hàng luôn. Rồi bây giờ cắm điện nguồn vô, em nói điện 220 đây, cắm điện vô. Rồi mình sẽ mượn chính cái máy nén khí này luôn. Rồi mình sẽ cắt cho quý khách hàng coi cái miếng sắt dày là 12 ly miên man. Đây là cái đường ống khí nãy mình nói nè, mình cho quý khách hàng nè. Rồi tiến hành cắt ngay bây giờ, mã số 3 cắp đường khí vô, mời tất cả mọi người theo dõi. Cắp xong mở cái van này ra, nhàn tình cảm cắm cái ống vô cái máy một cái cốc. Rồi mọi người nhìn nè, cắm điện nguồn rồi nè, mở công tắc nguồn nha, điện nguồn nè, cắm vô, cắm một cái cốc vô, rồi mở điện nguồn bắp, nhìn lên phía trước em máy đã được khởi động. Và bây giờ mình sẽ vô lắp liền cái súng BT31 dài 5m miên man, 12 bộ máy cắt lắp ma luôn. Hai bộ này là của nhà máy, 10 bộ của kênh máy hẹn quyền cho, 5 cái sứ là của kênh máy hẹn quyền cho, 2 cái sứ lớn của nhà máy cho, rất là rực rỡ rồi em. 3m kiềm hàng, 3m kẹp mắt nằm đây. Rồi bây giờ hai đôi bao dây chống cắt nữa nè. Rồi một cái ống dẫn khí nhà máy cho, tặng cho khách hàng luôn một cái kiến hàng cắt, tặng luôn total luôn. Rồi bây giờ lắp cái súng nhẹ nhàng tình cảm vô, mời tất cả mọi người theo dõi. Súng cắt lát ma cũng giống như súng tích vậy đó, chúng ta sẽ gắn bên dấu trừ. Đây, lấy cái súng BT31 dài 5m miên man gắn vô dấu trừ. Rất là nhanh nha mấy thằng nha, làm nhanh đi khỏi mất công tua video, nhanh giống như mấy thằng nước ngoài nó ưa tua video lắm, mình khỏi tua. Rồi xong, kẹp mát gắn vô dấu cộng rực rỡ lòng em, lấy bịch kẹp mát này ra gắn vô dấu cộng, cắt một đường dày 12 ly liền trên cái máy nén khí xịn hào kia luôn đó. Thà mình mua cái máy đúng của nhà máy làm cho đét tông đi cho nó rẻ, chứ mua thêm mỹ tử đét tông này chi cho nó mất tiền, đúng không? Rồi giá chỉ có 2.150.000 nếu hôm nay quý khách hàng quyết định mua con máy mã số 3 này mà bán chạy nhất trong cái tháng 5 luôn. Rồi kẹp mát chắc chắn nó là màu đen, mình sẽ gắn vô dấu cộng, là dấu cộng ở trên cái mặt máy này chắc chắn nó màu đỏ. Rồi đây là cái kiềm hàng que là màu đỏ, để đây lấy cái kẹp mát nhẹ nhàng tình cảm bập vô đây. Và đây là miếng 12 ly, mình không cần phải đo lại nữa nha khách hàng. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi nha, rất là ngon lành nè, mời mọi người coi nè nha. Vô không được rồi, rung rinh quá, kẹp vô, vô xài bằng cái máy nén khí nhỏ đó luôn đó, cái này thấy không, cắt 12 ly miên man. Cắt lắp ma 50 tên da. Đây là cái mã số 3 và mã này mình cũng bán chạy nhất trên kênh máy hẹn quyền. Mọi người coi thấy cái đường cắt nó được rỡ lòng em không? Đó, dùng cái máy nén khí nhỏ luôn, không cần lấy máy nén khí trong công ty luôn. Đó, 4.8 triệu mà có thêm cái máy hàng que, hàng được đũa 3 ly 2 nữa, quá được rỡ lòng em luôn, thấy không mọi người, thấy không? Đó, mua cái máy này thì hôm nay được mua máy nén khí giá 2.150.000 và mình đang cắt rất là rõ ràng cái miếng sắt dày 12 ly này. Một
cái đùng đó, mình để cho nó toàn than vậy đó, mình dỡ nó lên để mình sẽ hàng que trên chức năng đó luôn, rồi cắt thêm vài ba cái sản phẩm khác nữa. Cái phía này là cắt rất là đẹp rồi, các bạn thấy kỹ cái đường cắt nó rồi nha, mình không có gian dối mà mờ đâu, coi đó, đường cắt của nó đó rất là đẹp, nó chỉ cần gõ sỉ nhẹ nhàng là nó sẽ văng ra thôi. Đây mọi người chú ý nè, gõ sỉ nè, đó đây là cái mình gõ sỉ cho nó nhẹ nhàng nó ra nè, mọi người coi nè, đó là đường cắt thẳng băng bắc đó, thấy không đó, tại đứa em mới quay phim nó giật qua bên kia đó, thẳng băng bắc luôn, 12 ly miên man. Rồi mình sẽ cắt dài cái miếng 6 ly này để mình thử quên con máy mã số 4. Mã số 4 là cũng bán chạy luôn, là mít 215 đời mới, mới về của hãng Tenga luôn. Mít 5kg giá rẻ nhất Việt Nam bây giờ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt cái đường này là miếng này là dày 6 ly. Rồi mình sẽ đẩy một đường dài thiệt là dài miên man cho tất cả quý hàng coi. Mình mượn cái hộp này mình làm cái thước đi. Rồi mời tất cả mọi người theo dõi nha. Rồi mình sẽ cắt cái đường này rất là dài. Vô! Quá rực rỡ lòng em, khách hàng thấy không, cắt 6 ly kéo một đường dài miên man, miên man rất là thẳng băng bắc luôn, khách hàng thấy đã không, rất là rực rỡ lòng em luôn. Xong đó là mã số 3 cắt 50 Tenga với cái khả năng cắt rất là tuyệt vời như vậy, mà 4.8 triệu còn tặng cho cây quạt nữa, không lấy cây quạt đó thì còn giảm 300.000 mà chỉ được có 2 đêm à, đêm nay với đêm mai, còn được mua con máy này với giá 2.150.000 tua nhanh 30 lít 2.800 dòng, quá tuyệt vời. Xong đó, đây là toàn bộ những gì. Rồi bây giờ mình sẽ qua chức năng hàng que, bật nhẹ nhàng qua chức năng hàng que của em nó, và mình để dòng tầm 135 ampere, mình sẽ nối cái miếng sắt dày 12 ly mới vừa cắt ra lúc đó cho mọi người coi liền. Rồi mình nhẹ nhàng lấy cái kìm hàng que màu đỏ nè, mình sẽ gắn vô dấu cộng, mình tháo cái kẹp mát ra. Rồi mình tháo cái súng mình cắt luôn đi cho nó gọn nè, mọi người coi nè, mình cắt cái súng đi, bảo vệ đi, đưa mấy đứa nhân viên mình nó cắt vô luôn cho rồi. Đây là cây súng Latma, tháo ra rất nhẹ nhàng tình cảm. Đây giống như là review rất kỹ rồi, đậy cái nắp này lại. Rồi kìm hàng chúng ta sẽ gắn vô dấu cộng. Rồi kẹp mát chúng ta sẽ gắn vô dấu trừ, đơn giản thôi. Rồi chúng ta sẽ lấy một cây đũa 3 ly 2 và mình sẽ nối cái miếng sắt 12 ly mới cắt miên man ra chỗ đó cho mọi người coi nha. Rồi mình sẽ bẻ em nó vô. Rồi khách hàng thấy rất kỹ ha. Rồi bây giờ mình sẽ hàn lại cái cục sắt 12 ly này, mời tất cả mọi người theo dõi. Chọt một phát coi nó ăn ngay không, nó không ăn thì mình cũng sẽ ăn cho hết rồi. Vô. Quá rực rỡ lòng em, bon một điểm, tiếp tục bon điểm bên này. Quá rực rỡ lòng em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kéo đường này cho mọi người coi nha. Vô. Đó, mới cắt ra xong và hàng lại thì tất cả những cái máy mình lựa chọn để mình phân phối mình bán trên kênh máy hạng quyền đều là những cái máy để đáng cho tất cả quý hàng cũng như nhà xưởng. Đó, từ những công ty cho đến nhà xưởng có một cái nhu cầu về những cái dòng máy hàng cắt lát ma laser hay là tất cả các kiểu về dàn giá hàng hay là CNC lát ma hay là cần cột trong ngành hàng bồn rồi nữa, tất cả mình đều có kinh nghiệm để mình cung cấp cho quý khách hàng ở khắp muôn phương nha các bạn nha. Và đây là cái chức năng thứ hai trên con cắt lát ma 50 giá chỉ có 4.800.000 này, quá rực rỡ lòng em. Rồi xong, quá hay đó các bạn, thấy không, đây là hàng que
Đây là trên con máy thứ ba rồi đó, giá 4.8 triệu, quá rực rỡ lòng em. Xong, mọi người thấy rất là tuyệt vời đúng không? Rồi, mình vô con máy cuối cùng. Đây là con máy thứ tư. À, giá thì 3.500.000, mình nói cũng nhanh thôi. Đây, quý khách hàng thấy ha. Đây là máy này cắt 50 tenja, quá xịn hào rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô con máy cuối cùng mà bán chạy nhất trong cái tháng năm này. Đây là máy MIG 215. Đây là dòng máy MIG 5kg mà coi như là rẻ nhất Việt Nam cho đến bây giờ. Và hôm nay cũng là hai ngày cuối cùng để mình tặng cái đồng hồ này nha. Đó, đúng ra mình không có tặng luôn mà mấy đứa em soạn hàng nó lại tưởng là còn chương trình, chứ đúng ra là không có tặng đồng hồ. Nhưng mà lỡ đem ra rồi nói luôn. Rồi mình sẽ khui vô mình review em nó ngay tức khắc. Em nó cũng sẽ được tặng cái quạt giống như tất cả những em khác thôi. Nghe với thằng nha. Tất cả 4 cái máy bán chạy nhất ngày hôm nay đều được tặng quạt như thế này. Rồi bây giờ mình vô review rất nhanh em nó. Đây là cái máy MIG 5kg giá bán 3.500.000. Rồi kéo em nó ra review liền. Đây là con máy MIG 215 tenja xịn hàng như thế này. Rồi chúng ta sẽ có một cái đuốc hàng MIG. Nào các bạn thấy không? Mình cũng test rất là nhanh con máy này. Đuốc hàng MIG. Đuốc này thì nó dài được khoảng 2.4 m nha các bạn nha. Có sao nói vậy? 3 m kiềm hàng, 3 m kẹp mát, cáp 16 ly vuông bằng đồng đang nằm đây. Rồi cho quý khách hàng là hai cuộn dây này. Một cuộn dây hàng 8 gem có dùng khí và một cuộn dây hàng 1 ly không dùng khí. Có nghĩa là có hai cuộn, một cái ống dẫn khí, một đôi bao tay da hàng, một hũ sáp hàng. Đó, rồi. 5 cái bét hàng, 3 cái chụp khí xịn hào như thế này. Rồi chưa hết. Đó, thì đúng ra không có cho đồng hồ CO2, nhưng mà hôm nay là ngày 30 tháng 5 thì mình cũng sẽ tặng kéo dài 2 ngày nữa thôi, chứ giá 3.500.000 nó rẻ quá rồi. Rồi còn tặng thêm một cây quạt này nữa thì nó quá tuyệt vời. Quý thằng nhìn thấy ha. Máy thì nó điều khiển cũng giống như thằng đàn anh nó mắc MIG 265 đó, nhưng mà nó là dòng máy 5kg giá rẻ, hiện giờ sử dụng cái súng xịn hào như thế này. Rồi bây giờ mình cũng sẽ không nói dai dòng, mình vô mình vận hành liền em nó. Mời tất cả quý thằng theo dõi. Đây mình sẽ cắm điện nguồn. Đây là sử dụng điện 220 và mình cắm điện nguồn. Rồi mình cũng sẽ đi lắp cuộn dây, mời mọi người theo dõi. Bây giờ để mà hàng dây 8 gem, đây là cái giá 5kg nha. Mọi người kiểm tra cái đường bánh xe cũng tương tự con 265 lúc nãy mình làm. Mở nhẹ nhàng nó ra. Chúng ta lấy cái này ra. Chúng ta đổi qua rảnh 8 gem, bởi vì mình đang chuẩn bị hàng dây 8 gem rồi. Đưa này vô. Rồi, gạt nó vô. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lắp cuộn dây 8 gem. Mời tất cả mọi người theo dõi nha. Mình sẽ mượn một cuộn dây 8 gem nãy trên hàng con mắc MIG 265 nè. Rồi, mình cũng sẽ mở ra. Mình để nằm về cho nó dễ làm hết hàng ha. Rồi. Bỏ này vô. Đó, rồi mình sẽ đè cái này lại. Gắn này vô. Dặn cái này lại. Rồi, mình sẽ lấy một cây kìm, mình cần cây kìm để mình bắt đầu mình lòn dây vô ha mấy thằng ha. Đây. Dây nó đang nằm đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cây kìm, mình sẽ cắt liền cái cỡ ràng coi. Đây. Rồi mời mọi người theo dõi nha. Cắt cái đầu dây dư này ra. Rồi mình sẽ lòn dây vô. Rất là rực rỡ lòng em cho mọi người coi liền ngay bây giờ. Rồi chúng ta lòn dây qua đây. Rồi đẩy lấy cái tay này nè. Lừa cuộn dây tới rồi, dây nó đang vô nè. Rồi đẩy qua phía trước nè, cái này nhìn nè nha. Đẩy nó qua. Rồi. Nghe nha, tình cảm đẩy nó qua. Đẩy nó qua. Rồi, em nó sẽ lú ra phía trước, chắc chắn nó sẽ lú ra phía trước đây. Rồi mọi người thấy nè, rồi gạt cái cần đề dây này lại. Đó. Mình làm sao để cho mình dây nó vô đúng rảnh, 8 dây em là vô 8 dây. Rồi, khóa này lại dặn 1 2 3. Đúng 3 lần như vậy cho mình. Đây là 3 lần nó khoảng 1 vòng rưỡi đó. Rồi bây giờ chúng ta lắp cái súng vào hàng liền. Rất là nhanh. Đây lấy cái súng phụ kiện em nó cho theo đây. Và hôm nay mình có tặng cái quạt xịn hào này cho quý hàng luôn này. Đúng không? Quá tuyệt vời. Rồi, súng ống nó nằm đây. Cũng có hũ sáp luôn. Và cái chương trình cái đồng hồ này là mình cũng kết thúc luôn nha quý hàng nha. Trong ngày 31 tháng 5 là không có nữa nha. Rồi lấy cái súng của nó nè. Mọi người coi mình sẽ lắp vô. Mình nói trước cho quý hàng hiểu luôn nè. Một con máy nó ra dấu cộng và dấu trừ nó nằm đây nè quý hàng nhìn nè, cộng và trừ. Thì có nghĩa là cái súng này nè bản thân nó đang có nối với cộng dây đây nè. Nó chưa kết nối dấu cộng dấu trừ. Thì bây giờ mình đang gắn dây có dùng khí cho nên mình sẽ gắn cái súng hàng vô dấu cộng. Nói mình làm cũng nhanh thôi. Máy này thì 3.500.000 mà tặng cái đồng hồ nè ha. Rồi đủ thứ chuyện trên cuộc đời này hết. Quá rực rỡ lòng em. Rồi dặn súng vô.
thì cũng tương tự như cái thằng đàn anh 265 Tenza thôi. Nó là điều khiển nè, cái màn hình mà bên tay phải màn hình quý thằng nè, là nó chỉ hiển thị là ampe hay còn gọi là tốc độ dây ra nhanh chậm. Và màn hình bên trái màn hình của quý thằng là màn hình hiển thị điện áp. Nhỏ nhất của chúng ta sẽ có là 40 ampe là 15V7. Rồi mình cũng xe lên là dặn tốc độ dây càng cao thì âm điện áp chạy theo càng cao. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó lên maximum là 215 và mình sẽ cho dây chạy ra. Mời tất cả quý thằng theo dõi. Rồi mình sẽ lấy cái súng mình bóp cò và dây nó sẽ chạy ra miên man tại chỗ này. Mời tất cả mọi người theo dõi. Rồi bóp cò. Đó, dây nó đang chạy miên man ra nè quý thằng, thấy không? Cũng giống như nãy mình nói cái máy kia vậy đó, hên là nó chung ra luôn nha. Còn xui là mình phải mở cái bét ra như thế này. Cái bét thì mình mở theo như gì chiều vậy nè, giật ra. Nè. Giật ra. Hên là nó chung ra luôn nha quý thằng, còn xui là nó đứng lại nha. Nè mấy thằng nhìn thấy nè, chung ra luôn rồi, đứng cái này là bị xui rồi nè, đứng lại. Rồi bây giờ mình nhẹ nhàng lấy cái kềm dặn cái bét này ra, rồi bóp cò, rồi dây nó đã chung ra, gắn cái bét vô trở lại, rồi lấy cái kềm siết chặt cái bét này lại. Vai trò của bét này rất quan trọng, mình phải siết chặt cái chân răng nó để nó tiếp xúc mát cho tốt, rồi dặn cái chụp khí vô nhẹ nhàng tình cảm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kết nối đường khí liền, mời tất cả mọi người theo dõi nha. Đây là cũng khí CO2 nè, chúng ta kết nối vô cái máy cũng giống như đàn anh của nó. Ở sau đích máy nó có chỗ để cắm đồng hồ sưởi nè quý thằng, thấy không? 220 heater nè, AC 220 heater. Rồi cắm đường khí CO2 vô, rồi cũng mở khí ra, mở van đầu chai, mở khí nhẹ nhàng, lấy cái súng test khí luôn. Rồi rồi khí ra cỡ này là rất là ok rồi. Xong bây giờ chúng ta nhìn lên phía trước, súng đã gắn vô dấu cộng rồi quý thằng, thấy không? Súng đã gắn dấu cộng, thì bây giờ mình sẽ lấy cái kẹp mát này, mình sẽ gắn vô dấu trừ. Đây là kẹp mát, cũng cáp 16 ly vuông bằng đồng, kẹp mát đây gắn vô dấu trừ. Rồi mọi người coi nó hàng miên man như thế này, mời tất cả quý thằng theo dõi. Gắn vô đây, thì bây giờ hồi nãy quý thằng thấy cái miếng sắt là 6 ly bên kia đúng không? Mình sẽ án chừng mình chỉnh mình hàng cho mọi người coi nha, mình để ở trạng thái 0-0 thôi. 6 ly thì riêng con máy này thôi, mình bù thêm nửa volt, rồi mình đưa về dòng tầm 185 ampe và mình sẽ kéo cái miếng sắt dày 6 ly nãy mình cắt bên kia. Rồi lấy cái kẹp mát nè, kẹp vô cái miếng sắt 6 ly miên man nãy mới cắt miên man nè. Rồi lấy cái kềm chứ tay nó dưới nó còn nóng lắm, mà mưa cũng lả chả rơi rồi, kẹp em nó vô. Rồi tiến hành kéo một đường dài này cho tất cả mọi người coi trên con 215 này luôn. Rồi mình ngồi ra giữa trời mưa luôn. Bây giờ mình nhớ lại cái cảnh lúc trước rồi, hàng một hồi là mưa miên man. Rồi đầu dây này mình cắt nhẹ nhàng bằng cách để lên đây, bóp cò cái nó đứt liền quý thằng, thấy không? Rồi tháo ra dục, rồi gắn cái miếng sắt 6 ly nãy nè. Rồi tay trái đang kẹp như thế này, rồi mình bon một phát cho nó ăn ngay nha quý thằng nha. Vô đó, mít là nó tuyệt vời chỗ đó, đó. Que là giật chứ mít là bấm một cái ăn ngay, bấm một cái ăn ngay. Tiếp tục khóa điểm giữa để nó khỏi giật, tiếp tục khóa hết để nó khỏi giật cái miếng sắt này. Khóa đó, một cái máy 5kg giá chỉ có 3,5 triệu như thế này, nó hàng nó quá tuyệt vời cái hàng, thấy không? Nó rớt xuống đất luôn, bỏ lên đây lại. Rồi tiến hành hàng để cho mọi người thấy được dây nó chạy như thế nào và tất cả các kiểu luôn, hàng từ bên phải qua bên trái, ngược lại hàng từ bên trái qua bên phải luôn, hai kiểu hàng. Vô, mời tất cả quý hàng theo dõi. Nhanh hơn hàng que, mít là nó nhanh hơn hàng que gấp 3 lần luôn á. Đây cái này nghe tiếng nó ngọt miên man không? Đó, hàng 6 ly là miên man, máy mít là 5kg rẻ nhất Việt Nam bây giờ 3,5 triệu. Rồi hàng từ bên phải qua trái và ngược lại từ bên trái dê về, mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô cái này, mà ai mà ở nhà mình chưa có điều kiện để mua con máy mắc mít 265 Tenza đó, mình mua con máy 3,5 triệu này mình xài, tức là vẫn làm kiếm được tiền nha quý thằng nha.
hàng miếng sắt 6 ly đổ lại là mình bao cho quý hàng làm để đi kiếm tiền. Đó, đây là bốn cái máy hàng mà mình bán chạy nhất trong cái tháng năm này. Đây là một trong bốn cái máy hàng bán chạy nhất trong cái tháng năm. Quý hàng coi bên trong nha, nhớ đăng ký kênh. Hôm nay mình cũng khuyến mãi rực rỡ luôn em, bốn cái máy này. Đây là cái máy thứ tư á, còn ở trong mình có nói máy 1, 2, 3 nữa. Đó quý hàng thấy không, mình đều thực hiện xong cái đường hàng của em nó rồi đó. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Rồi bây giờ mình còn cái hộp, mình lấy cái hộp này nha. Rồi mình sẽ lấy một cái hộp sắt này. Rồi giảm lửa nhỏ lại, mọi người chú ý lên cái panel, trả về trạng thái 00. Rồi ve về nhỏ nhỏ chút thôi, hàng nó hộp mỏng mà, chỉnh 135A thôi. Rồi đẩy một đường cho mọi người coi trên cái hộp miên man này. Mời tất cả quý hàng theo dõi nha. Rồi cấy cái hộp này vô đây đi. Rồi cấy cái hộp này vô. Rồi bon nè, mọi người coi mình sẽ hàng vô cái hộp này. Rất rực rỡ luôn em, rất là dễ hàng. Bon nè đó, rất là dễ hàng. Bon nè, nó mít là nó tuyệt vời cho đó. Bon là nó đứng, bon là nó đứng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình kéo một đường cho tất cả quý hàng coi. Vô. Đó, này có 8 gen rồi quý hàng ha. Đó, cái sự tuyệt vời của máy mít là vậy. Mình nhớ những cái năm mình mới bước chân vô ngành hàng, những năm 97 để mua một con máy hàng mà những cái sắt hộp này để họ làm giường sắt á, là phải mua là bằng một chiếc xe rim cao luôn á. Rồi ghiền quá, đẩy một đường nữa cho tất cả quý hàng coi. Vô. Đó, mình kéo lên đường nữa cho nó đã ghiền nè ha. Rồi, xong. Bây giờ trời cũng đã mưa rồi đây, trăng trên chết xiên ánh qua màn rồi. Rồi, mình xin phép dừng video. Đây là máy thứ tư và cũng là con máy cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, ngày 30 tháng 5 mình tổng hợp lại. Ai mà cần máy nào thì nhớ mua theo ba số điện thoại mình để phía dưới màn hình này nha các bạn nha. Rồi, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.